Hoa Rapper xin đón chào quý vị đang đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút hàng tuần, Chủ nhật trên kênh HTV7 quý vị nhé. Quý vị đã ăn cơm tối chưa? Nếu như chưa, hãy tiếp tục đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao để chúng ta khám phá ra những công thức chế biến thức ăn thật là ngon ở những tập phát sóng trước của những mùa trước quý vị nhé. Và đây, Hoa Rapper cũng đã sẵn sàng với khẩu vị ngày hôm nay của mình. Phần lương thực của tôi đó chính là mì gói. Món ăn rất là quen thuộc luôn. Và nhìn mì gói, mình lại thèm và nhớ đến những món ăn làm thành sợi. Ví dụ như bún bò, hủ tiếu, phở. Trời ơi, những món ăn đó bình thường dễ dàng mua được mà. Mùa này thì hơi khó. Hy vọng là qua tập phát sóng ngày hôm nay cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao, chúng ta cùng tổng hợp những hình ảnh, những công thức chế biến về những món ăn làm thành sợi với sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời và các khán giả hâm mộ sẽ giúp chúng ta đỡ nhớ những món ăn này hơn. Nào, chúng ta đến với sự xuất hiện đầu tiên của nghệ sĩ nào ta? Hoàng Trọng Thanh Thức nha. Thanh Thức là một trong những diễn viên rất là đam mê về ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực miền Tây. Và nói đến miền Tây thì không thể nào không nhắc đến món hủ tiếu Mỹ Tho rồi. Bên cạnh đó, anh ấy còn đặt hàng thêm món bún riêu cua nữa chứ. Trời ơi, toàn những món tôi thích thôi. Hai món ăn đó là bún riêu cua và hủ tiếu Mỹ Tho. Món nào là sở trường của mình nè? Dạ, chắc em sẽ chọn bún riêu cua. Bún riêu cua khó lắm á. Tại vì mẹ em cũng hay nấu buổi trưa món bún riêu cho nhà em ăn á, cho nên em cũng biết nấu. Xin mời bạn, món bún riêu cua thuộc về bạn. Rồi. Còn món hủ tiếu Mỹ Tho, anh Như có biết làm không? Thôi thì mình khẩu vị miền Tây thích sao làm vậy. Vậy mình làm sao ngon là được. Ai cha 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 cha. Không biết là mọi người còn nhớ tập phát sóng của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận hay không, khi mà anh em chúng tôi đã có phần tương tác rất là vui. Và đặc biệt hơn hết là cái gu ăn uống của anh ấy luôn dành cho những món nước, và đặc biệt là những món làm thành sợi. Ví dụ như là phở bò và bún bò. Không biết là anh thích ăn những món ăn làm thành sợi hay là ăn những món ăn liên quan tới bò ta? Hai món này nha, bây giờ mới lộ diện nè. Hãy xóm bê xóm bê. Bún bò hay phở bò? Ừ. Anh thích bò lắm anh. Không, anh thích hai món này tại vì nó cũng có lý do. Dạ. Cái là ngày xưa anh nói là anh từng chia sẻ là mẹ là từng là đầu bếp. Dạ. Thì ngày xưa khi mẹ lớn lên á thì cái nhà bên ngoài đó là cái nhà bán phở. Đó, cho là phở nó cũng một cái ấn tượng rất là lớn với anh. Kỷ niệm. Đúng rồi, anh tự nhiên cái bây giờ nghe tới đi đâu không muốn ăn gì, tự trong đầu mình nó đầu tiên nó nhảy ra là phở bò. À. Thật ra là không phải là mình thích cái món nó quá, mà tự nhiên là tại vì nó là nó gắn rất là nhiều với cái cuộc sống và cuộc đời của mình luôn. Dạ. Tự nhiên mỗi lần anh nghĩ tới món đó anh nghĩ tới mẹ anh. Còn cái món bún bò thì cũng là từ mẹ anh ra, tại vì mẹ anh nấu rất là ngon quán bún bò luôn. Như vậy là một siêu đầu bếp ở nhà đó chính là mẹ của anh Nguyễn Hồng Thuận. Rất là tự hào về anh ấy. Và anh ấy cũng rất là tự hào với hai món này và gắn liền với nhiều kỷ niệm. Nên hy vọng lát nữa mình nấu sao mà anh ăn, anh nhắm mắt lại anh tưởng tượng là trời ơi, ngon như cơm mẹ nấu. Đó, giống như mẹ đang đứng bên cạnh vậy đó. Rồi, với bún bò và phở bò, bạn chọn món nào? Dạ em chọn bún bò. Tại sao em chọn bún bò? Dạ bởi vì là em thích ăn bún hơn là phở. Và em thích ăn là chị mà em gái từng nấu chưa? Dạ rồi. À may quá cũng từng nấu. Rồi, chúc mừng em, cảm ơn em ha. Bún bò với em. Còn đây, như đương nhiên, và phở bò sẽ thuộc về Như Ý ha. Dạ. Thì phở bò thì em đã từng nấu hay là thích cái vị kiểu như thế nào không? Phở bò thì em chưa từng nấu. Chưa từng nấu ha, nên cố gắng nha. Dạ. Lát nữa mình gọi thoại về nhờ quyền trợ giúp của người thân. Đến với Khẩu Vị Ngôi Sao, không chỉ là chúng ta được thưởng thức những món ăn ngon hay là khám phá những công thức chế biến mới, mà còn là cơ hội để chúng ta đi du lịch nữa quý vị ạ. Nói đến Việt Nam và văn hóa ẩm thực thì chắc chắn rất là phong phú và đa dạng. Đã có một nghệ sĩ nữ đến đây và mong muốn được thưởng thức những món ăn của những vùng miền khác nhau. Ví dụ như là nghệ sĩ, diễn viên Đào Vân Anh chẳng hạn. Cô ấy đã đặt hàng với Khẩu Vị Ngôi Sao hai món ăn làm thành sợi. Đó chính là bún ốc Hà Nội và bún bò Huế. Một món là miền Trung, một món là miền Bắc. Không biết là khán giả hâm mộ có vượt qua được thử thách này hay không? Khi cả hai khán giả ngày hôm đó là một cặp anh em sinh đôi. Wow. Xin mời chị tiết lộ. Là bây giờ chị mở ra luôn phải không? Dạ vâng. Một bên là bún ốc Hà Nội, còn một bên là bún bò Huế. Ôi trời, hai món bún mà đến từ hai vùng miền khác nhau. Ba chị là người Huế. À. Thì đây là cái quê hương của ba chị. Dạ. Và cái món thứ hai cũng liên quan luôn. Bún ốc Hà Nội là một món chị rất là thích. Rất thích luôn. Nghe thèm quá. Và món này là quê hương của mẹ chị. À, như vậy là hai bậc tiền bối chúng ta đang ẩn chứa tình cảm đâu đó qua hai món ăn này. Chị hy vọng cảm nhận được tình yêu thương của gia đình đó, của ba mẹ đó. Nên bây giờ em lựa coi, món nào là mình sở trường mình nấu ngon hơn.
Món Huế là đặc sản của quê em, nhưng mà em sẽ nấu bún ốc Hà Nội. Trời ơi. Tại sao vậy? Em sẽ bứt phá bản thân của mình, em sẽ nấu bún ốc Hà Nội cho chị ăn. Rồi. Em mời chị. Đây. Cảm ơn chị. Đây, chúc mừng bạn nha. Vậy trao cho bạn Quang nha. Đây là lần đầu tiên em nấu thịt bò. Lần đầu tiên luôn. Nhưng mà đã từng ăn bún bò Huế chưa? Đừng làm chị hồi hộp chứ. Dạ em đã từng ăn rồi. Từng ăn rồi. Có kinh nghiệm rồi. Thôi thương hai bạn quá. Mặc dù là hai bạn đã rất là cố gắng, tuổi còn trẻ, nên bây giờ là cho phép hai bạn tìm kiếm những cái công thức nó liên quan đến món này. Nhưng chế biến là mình phải trực tiếp tham gia nha. Những món ăn phổ biến mà mọi người có thể dễ dàng tham khảo những công thức chế biến ở trên mạng hay là từ những người thân, ví dụ như là bún bò Huế, phở, hủ tiếu, thì có thể dễ dàng vượt qua được. Còn nếu như những món ăn mang tính chất là đặc sản của từng vùng miền thì sao nào? Các nghệ sĩ có làm khó cho các khán giả hâm mộ hay không? Diễn viên Thanh Bình đã đặt hàng hai món ăn, đó chính là bún đỏ Đắk Lắk và phở khô Gia Lai. Nghe lạ tai quý vị ha. Nhưng mà đối với khu vực Đắk Lắk và Gia Lai thì đó chính là những niềm tự hào và những món ăn rất là quen thuộc. Gồm có bún đỏ Đắk Lắk và phở khô Gia Lai. Dạ, em xin chọn là phở khô Gia Lai. Phở khô Gia Lai. Cái món này thì nó hơi đặc trưng vùng miền chút xíu. Em đã thưởng thức bao giờ chưa? Dạ, em chưa từng thưởng thức bao giờ. Nhưng mà nghe tên chắc có lẽ là dễ làm. Nhưng mà sẽ nó ngon đúng không? Dạ. Còn em, Nga ơi. Dạ. Em có biết cái món này không? Dạ, em nghe. Cái này cũng thuộc Đắk Lắk đó. Dạ. Nhưng mà không sao chị, vì thần tượng của em ngày hôm nay, em sẽ cố gắng hết mình để nấu cho anh ăn. Bé nói không sao, em thấy vẫn ổn, em ổn như anh Bình không ổn hay mà. Dạ. Tại người ăn là ảnh đó. Anh bắt đầu lo lắng. Mà em là cái người đầu tiên nếm. Đúng không chị? Phải nếm mới cho thần tượng mình ăn được đúng không chị? Không, nói vui vậy thôi chứ thực ra là cũng biết rồi đúng không? Tại vì nói chung là thần tượng chắc mình cũng em cũng biết một chút xíu về cái món này. Em muốn sử dụng cái huy hiệu thần bếp á để hỏi anh về cái công thức nấu món phở khô Gia Lai được không ạ? Theo như cá nhân của anh á, cái món phở khô Gia Lai này cái điều quan trọng nhất á đó là chuẩn bị các nguyên liệu cho đầy đủ. Phở khô thì em cứ hình dung nó giống như là mình nấu hủ tiếu vậy đó. Thì cũng bao giờ bánh phở khô, rồi quan trọng là nước lèo. Nước lèo em phải nấu làm sao cho nó ngọt, nó nấu như mình hầm xương vậy đó. Và thịt bằm, trứng cút, các nguyên liệu cơ bản thì nó cũng đơn giản như mình nấu hủ tiếu rồi thôi. Nhưng mà các khác nhau là anh nghĩ là do nước chấm nữa. Nước chấm là làm từ nước tương đậu nành. Dạ, em cảm ơn anh Thanh Minh ạ. Đề bài đã có sẵn rồi, đó chính là những đơn đặt hàng đến từ các nghệ sĩ. Không biết là những đầu bếp là khán giả hâm mộ ngày hôm đó có vượt qua được hay không và chế biến thành công hay không? Chúng tôi cảm thấy hơi lo lắng bởi vì đa số những khán giả đăng ký tham gia chương trình để nấu ăn cho thần tượng mình đều là những bạn trẻ, độ tuổi đều là dưới 30 cả. Và thậm chí có bạn là chỉ có 16, 17, 18 tuổi mà thôi. Nhưng mà với sự giới thiệu về nghề nghiệp, về kinh nghiệm, nấu nướng, đặc biệt là tình cảm dành cho thần tượng của mình, thì chúng tôi cũng có phần yên tâm. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón ra đây hai bạn fan hâm mộ của anh đến đây để thực hiện hai món ăn này cho anh em mình ăn. Anh ăn còn em ăn ké. Mời hai bạn, bạn Anh Duy và bạn Hoàng Hà. Dạ, xin chào. Chào hai bạn. Trời ơi, fan hâm mộ mà xinh như thế này. Ủa, thì anh biết đứng hình 3 giây cái. Bạn giới thiệu sơ qua về bản thân mình nha. Em chào chị Hà Thu, chào anh Thanh Thức và chào khán giả truyền hình ạ. Em tên là Lê Anh Duy, hiện tại công việc chính của em là kinh doanh tự do. Tên gì mà nữ tính quá vậy? Tại vì em phụ trách cái nhiệm vụ là con trai trong gia đình ạ. Ở nhà không có con trai. Rồi, giờ bạn giới thiệu một chút về bản thân mình nha. Em xin chào chị Hà Thu, anh Thanh Thức và khán giả truyền hình. Em tên là Hoàng Hà, hiện em đang là tiếp viên hàng không. Bạn đang là tiếp viên hàng không mà bước ra tôi tưởng là người mẫu không đó, cao, xinh anh đẹp. Anh cũng tưởng là người mẫu không á. Và lý do mà đưa Hoàng Hà đến với khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay có phải là anh Thanh Thức không ta? Dạ. Dạ, em có xem một vài bộ phim của ảnh. Cảm ơn em. Còn anh Duy thì mình có dành nhiều thời gian để nấu nướng không? Có những lúc rảnh rỗi thì vào bếp nấu ăn. Nhờ đó mình mới thấy là nấu ăn cũng thú vị. Và mình lúc đó mới cảm thấy thích nấu ăn hơn Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay để gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Xin mời quý vị cùng chào đón hai bạn Ngọc Như Ý và Mỹ Duyên. Ê, xin chưa? Dạ, chào hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Mời em ngồi. Hai bạn xinh quá. Thôi mình giới thiệu đôi nét về bản thân nè, về sở thích, về cảm nhận của mình về nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đi. Mời Như Ý trước. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Ngọc Như Ý, năm nay em 18 tuổi. Em là sinh viên và ca sĩ tự do và hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn với
bạn Duyên thì sao? Xin chào mọi người và chào hai anh ạ. Em tên là Mỹ Duyên, hiện tại em đang là diễn viên, em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị là một người chị đặc biệt của em, nên khách mời ngày hôm nay cũng phải đặc biệt. Vậy hả? Dạ. Xin chào đón hai bạn Lê Quang và Lê Nhật. Đó, đó, đó. Ồ, chào hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Em chào anh, em chào chị. Chào hai bạn. Chị không biết phân biệt ai là Lê Quang, Lê Nhật. Ủa sao hai bạn lại có thể giống nhau như giọt nước như vậy? Sao giống nhau dữ vậy? Nhờ. Hai anh em sinh đôi mà. Đó, sinh đôi đi chị. Rồi năm nay được nhiêu cái xuân xanh rồi nè? Thôi, để anh tự đoán đi. 20 không? Không tới 20, không tới 20. Tại vì bản thân chị đã 20 mà bạn này trẻ hơn chị, sao 20 được? Coi như vậy đi, em 16 không cưng? Không, nói thật là em 19. À, 19, bạn này nhiêu? Dạ em 19 cộng. 19 cộng, đương nhiên cộng phải 1 phút. Đúng rồi. Vậy là đây là anh. Đúng. Dạ, đúng luôn á. Hay quá, chị lựa luôn sức nha. Hồi nãy theo em giới thiệu Lê Quang, Lê Nhật thì chắc là đây là Lê Quang và đây là Lê Nhật. Dạ đúng rồi á chị, đúng luôn chị ơi. Thiệt hay quá. Tinh tế, đúng không? Nhưng bây giờ phải kiểm tra xem là cái tình cảm của hai bạn dành cho chị Vân Anh như thế nào. Thì Lê Quang nè, em ấn tượng với chị Vân Anh bởi những đặc điểm như thế nào? Em thì fan hâm mộ của chị, nhìn chị ở ngoài đời rất là trẻ và đẹp. Wow, trời ơi, trời đỏ ửng má hồng kìa. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Còn Lê Nhật thì sao nè? Em hay xem những bộ phim chị hay đóng. Gần đây em xem chị bộ phim Gia đình là số 1 phần 3 và chuỗi series phim ngắn Hạt giống tâm hồn. Bây giờ sẽ mời ra đây hai bạn fan hâm mộ để xem hai bạn có nấu được hai món này không. Xin mời Ngọc Diệp và Tuyết Nga. Chào hai bạn, mời hai bạn ngồi. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Bạn giới thiệu một chút xíu về bản thân nha. Em tên là Ngọc Diệp và hiện tại em đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đang đi học. Dạ. Có nhiều thời gian để nấu ăn không? Dạ cũng có, em rất là thích nấu ăn ạ. Cũng có mà sao cười vậy? Dạ, cười chắc đó là cười tự tin hay cười không tự tin ta? Chắc là mình nấu là mình ăn được thôi. Ôi vậy là em đúng là fan hâm mộ của anh Bình đó. Anh Bình anh nãy anh cũng nói là anh nấu mà anh ăn thôi đó. Anh cũng nấu cho người khác ăn, nhưng mà ăn được muỗng là bỏ. Rồi bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Dạ em chào chị Hà Thu, em chào anh Thanh Bình. Em tên là Tuyết Nga, năm nay em tròn 26 tuổi. Nghề chính của em là diễn viên. Đồng nghiệp. Tại vì bước ra cái hết hồn luôn mà. Vậy hả? Lại gì? Em biết chương trình này có anh Bình em mới đi á. Lén lén phải không? Hôm nay biết có anh Bình tới là lén lén tới. Dạ, để lén, nấu cho anh Bình ăn. Lén lỏi luồn lách để vô ấy chị. Mà quan trọng là luồn lách xong rồi có biết nấu ăn không? Hay là luồn dạ, lách tới để gặp anh Bình cái thôi. Cũng gọi là đó, lấy xương xương á chị, làm vài ba món. Chút đỉnh dạ, đi gọi là gọi là rất rất gì và này nọ. Sau khi kết thúc phần chào hỏi đầu tiên cũng như là đặt hàng món ăn đến từ các nghệ sĩ, thì bây giờ xin mời quý vị đến với phần khám phá khẩu vị ngôi sao. Với nội dung kịch bản hoàn toàn mới ở phiên bản mới nhất, thì những điều mà chúng ta cần phải khám phá qua gu ăn uống của từng nghệ sĩ sẽ được lột tả và tiết lộ qua từng ẩn số bí ẩn khác nhau. Nhiệm vụ của người chơi sẽ vượt qua các thử thách về câu hỏi và đối kháng và trò chơi vận động để có thể lật ra những ô số này. Ẩn sâu bên trong những ô số đó chính là những cụm từ khóa khác nhau liên quan đến sở thích ăn uống của mỗi nghệ sĩ. Và đã có rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến việc ăn uống của các nghệ sĩ mà chúng tôi cũng không ngờ đến. Ví dụ như là anh diễn viên Thanh Thức đi, anh ấy có những cụm từ khóa mà nghe tưởng như là một bộ phim hành động rất là gây cấn. Ví dụ như là sát thủ hay là chuyên gia săn bắt. Wow. Xin mời từ khóa số 2. Chuyên gia săn bắt. Ủa anh săn cái gì anh Thức? Hồi nhỏ anh là đi học về là thay đồ cái là chạy ù ra ngoài đồng là bắt cá, bắt cua, bắt các thứ rồi lên là nướng ở tại ngoài cái đồng ăn có anh. Ôi dễ thương dạ, lắm á. Bắt rất là hay, tay không còn bắt được tôm cá rất là nhiều, săn bắt rất giỏi cho nên được biệt danh là chuyên gia săn bắt. Xin mời từ khóa số 1. Sát thủ. Trời ơi, nghe nó trừu tượng quá Thức. Anh thích ăn hải sản, thích ăn cua ghẹ các thứ, nhưng mà anh ăn rất là nhiều mà rất là nhanh. Bạn bè với anh đi ăn là không ai ăn lại cho nên do đó mỗi lần đi ăn ai cũng đặt cho anh một cái biệt danh là sát thủ. Diệt sát thủ ăn. Diệt mồi. Đúng rồi, sát thủ diệt mồi. Diệt mồi. Cái sát thủ diệt mồi thì được, tại mình ăn mà cho có sức khỏe, cho có chất dinh dưỡng để mình làm việc thôi, có sao đâu đúng không? Từ khóa tiếp theo rất là thú vị, đó chính là thuần Việt. Đương nhiên rồi, chúng ta là những người con của Việt Nam nên luôn yêu thương và phải đồng hành với những món ăn Việt. Nhưng mà có một món ăn mà dành cho các nghệ sĩ Việt Nam khi lưu diễn ở nước ngoài không thể bỏ qua được,
Dù cho những ngày đầu họ có thể đi khám phá hay là cố gắng làm quen với những món ăn Tây, món ăn phương xa, nhưng không thể nào rời bỏ được mì gói. Và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận chính là một trong những đại gia khi được đồng hành với các đồng nghiệp lưu diễn những chuyến đi xa ở nước ngoài. Và trong đoàn chỉ có mỗi mình ấy sở hữu số lượng mì gói rất là lớn. Và kể từ đó anh ấy trở thành đại gia trong mắt mọi người. Đó, ai sở hữu được số lượng mì gói này được như tôi. Xin mời số 2. Huy hiệu thằng bếp. Như vậy cả hai bạn gái đều mất cái cơ hội đặc quyền riêng của mình rồi. Không sao. Với cái từ khóa là thuần Việt á, nó liên quan gì đến cuộc sống và ẩm thực của anh? Thật ra anh rất là thích những cái món gì nó thiên về ẩm thực ở Việt Nam của mình. Tức là anh cũng đi những cái chương trình này kia, anh cũng đi nước ngoài khá nhiều. Nhưng mà thật lòng mà nói là anh hay xách đồ ăn Việt Nam theo. Hay xách kiểu mà chà bông rồi những cái gì mà liên quan mì gói gì đó. Cái kỳ rồi anh mở live show bên Mỹ á. Đúng rồi, quý một tháng anh tặng ăn nguyên thùng mì. Những cái ngày đầu á thì có thể là mình ăn những cái món Tây mình thấy cũng ngon thú vị thiệt. Tới ngày thứ hai thứ ba anh nhìn nó bắt đầu anh thấy sợ, bắt đầu nó ngán. Thì bên đó người ta không có nêm nếm như mình, nó cứ lạc lạc và có bơ này kia thì anh lại nó không phải gu của anh. Kể cho mọi người nghe rất là vui. Trong cái tour mà Thuận đi á là có ca sĩ rất là nhiều nha, ví dụ như anh Đào Vĩnh Hưng hay là Hồ Ngọc Hà hay Cao Thái Sơn. Thì cái ngày mà Thuận đi á, ra sân bay thấy mình kéo nguyên vali mì gói ai cũng cười. Cuối cùng đem mì gói làm gì, bữa đồ ăn ngon quá trời. Cuối cùng nữa, cái tháng cuối cùng á là tới giờ ăn á là cứ hết hồn Hà lại, anh ơi, cho em xin hai ly mì. Cái là Cao Thái Sơn lại, anh ơi, cho xin ly mì đó. Cái là mọi người cũng y như Thuận, cái là ăn một thời gian quá ngán với cái đồ nước ngoài rồi. Cái là dù gì mình có là người Việt Nam mình ăn thiết thì nó quen cái ẩm thực của Việt Nam rồi, quen cái khẩu vị. Như vậy là có nghĩa là anh ấy đang hé lộ một chút xíu về cái đề bài ngày hôm nay. Có thể hai món ăn ngày hôm nay là thuần Việt đó nha. Nên hy vọng là đúng với sở trường của hai bạn nha. Không chỉ là các nghệ sĩ khi tham gia cùng với khẩu vị ngôi sao chia sẻ về những món ăn mình thích hay là không thích, mà những khán giả hâm mộ đến đây họ sẽ phải đối diện với rất nhiều câu hỏi, rồi nào là thử thách đối kháng, trò chơi vận động, wow, phức tạp và khó khăn lắm. Cái trò mà Hoàng nhớ và ấn tượng nhất đó chính là trò mà lấy cái nón cắt nhỏ phần đầu á, xong ụp thẳng vô mặt và phải thổi làm sao cho tắt hết toàn bộ một dãy nến, khó lắm luôn á. Bây giờ như vậy, đốt nến ra cho hai anh em sinh đôi có thể sử dụng cái luồng hơi của mình để lấy cái nón này ụp vô cái miệng của mình. À, làm sao thổi cho thật mạnh và tắt hết tất cả các nến đang có trên bàn. Ai làm tắt hết nến người đó thắng cuộc. Nào xin hai bạn, chúng ta chỉ thấy được những ngọn nến qua lỗ nhỏ thôi nha. Bắt đầu vô, thổi đi em, thổi mạnh lên, cái tầm nhìn bị hạn chế nha. Trời, hay bên đây hay quá, bên đây hay dễ sợ. Mạnh lên, hơi mạnh. Đúng rồi, lên em phải thổi theo cái hướng này nè, theo hơi hướng này lên. À quên, anh xin lỗi, anh chị nhiệt tình quá hơn. Mạnh lên cưng, quá dữ luôn. Mạnh lên Nhật ơi, thổi mạnh lên càng xa càng khó nha. Đâm ra mình phải có một cái chiến thuật phân thấy chia không? Cái luồng hơi mình, sức không? Lực mình thật là hợp lý. Mạnh lên, ghê mạnh thiệt. Lên bạn Lê Quang là chỉ còn có 2 cây thôi nha. Ở Lê Nhật còn khá nhiều nè. Mạnh lên Để lên còn cây nha Quang ơi, cố lên Quang. Mạnh lên, trời ơi thì cái cây nến coi mà wow luôn á Quang. Hay quá, ráng lên mệt quá mình lấy hơi, mình giữ sức nha. Mạnh lên. Chứ bên Lê Nhật còn tập nhiều trung lắm, vô đó thổi ráng lên. Trời, hai lỗ tai bạn đỏ luôn nè chị. Rồi tiếp tục. Phùng mang tiếp tục, đợn tiếp tục. Má thổi có đỏ tai. Chậm nhưng mình về đích trước đó, bên đó chưa tắt. Em thấy chóng mặt giùm hai bạn rồi chị ơi. Ráng lên. Chị Vân Anh cũng đang cổ vũ tinh thần cho bạn Nhật nhiều lắm rồi kìa. Tiếp theo. Ráng lên. Ô, yeah, mình còn 2 cây nữa thôi. Ráng lên cưng. Còn 2 cây bên kia, còn 2 cây. Quá trời nỗ lực rồi. Mạnh lên. Đừng để họ lộn ngược dòng nha. Mạnh lên. Trời phê thiệt chứ. Ô, yeah, còn 1 cây nữa thôi. Trời, bên kia còn 1 cây. Còn 1 cây nữa thôi. Bên kia còn 1 cây kìa. Quá trời quá đất rồi. Rồi bây giờ là ngang tài ngang sức rồi nè. Chương trình còn dài lắm em ơi. Trời, thời lượng phát sóng thì nó có hạn em ơi. Bây giờ chưa xong được cái vòng đầu tiên em hiểu không? Mình còn phải vô chế biến. Mà chế biến thì phải thường. Chế biến cho điều kiện nó khắc nghiệt dữ lắm. Em làm gì làm cố gắng. Một tràng pháo tay dành cho hai bạn. Rất là quyết tâm. Hai bạn rất là xuất sắc. Rất ấn tượng với sự lội ngược dòng của bạn Lê Nhật. Đồng nghĩa với việc bạn chiếm được quyền ưu thế và chiến thắng tại vòng đầu tiên. Chúc mừng Lê Nhật. Yeah. Và đây, kính thưa quý vị, họ đã xung phong để có thể được trải nghiệm cảm giác của người chơi như thế nào khi phải đội cái nón này mà thổi được hết tất cả số lượng nến trên bàn. Rồi bây giờ Hoa Rapper sẽ cầm chiếc nón này đưa thẳng lên mặt mình và chỉ được thổi qua cái lỗ nhỏ được cắt chút xíu. Trời ơi còn nhỏ hơn người chơi nữa. Trời
mà thấy đơm đớm rồi, thấy đơm đớm rồi. Thử bự bằng bằng cái lỗ bự hơn coi được không mọi người. Gian thì mới thắng được thôi á, chứ trò này sao mà chơi được. Phải nể, thiệt nể người chơi lắm luôn. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ quay trở lại. Kính thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng để chinh phục khẩu vị ngôi sao quý vị nha. Sau phần vượt thử thách và trò chơi vận động cũng như là đối kháng cùng với nhau khá là thú vị, cũng tốn khá nhiều mồ hôi, thì bây giờ hãy sẵn sàng để bước vào gian bếp. Với khu vực bên trái và bên phải đều có những địa hình khác nhau và đòi hỏi người chơi, đặc biệt là những đầu bếp, phải cố gắng làm sao vượt qua được những chướng ngại vật này. Điều thú vị ở phần chinh phục khẩu vị ngôi sao không chỉ nằm ở những chướng ngại vật và thử thách mà các người chơi, các đầu bếp phải chịu đựng, mà là những phần cố gắng của các nghệ sĩ cùng tham gia và hòa mình vào không gian đầy thử thách đó. Đó chính là những phần thách đố, làm sao để cho các nghệ sĩ khách mời họ phải vượt qua những chông gai này để có thể mang về những nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ dành cho các đầu bếp. Đến dài, mẹ đứa thứ hai tên Cát Tường. Rồi, tới bạn Mỹ Duyên. Thôi chị bạn. Vừa ngậm lát chanh, vừa đọc lưu loát ba lần câu sau. Làng nành. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng. Lúa non nắng lửa nản lòng. Lão nông nước nở lấy nông nia về. Đây là cái câu nói của tụi em ha. Bây giờ là anh ngậm chanh vào. Rồi, không phải ngậm chanh đó hả? Ngậm chanh. Đó, không được nuốt, ngậm đó hoài luôn. Rồi, anh đọc đi ba lần câu này. Đọc đi anh, đọc đi anh. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Giỏi. Lần thứ hai. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Rồi, thử thách thứ ba khó hơn, làm miếng quýt. Thiệt. Không, anh tôi không làm ý. Hôm nay ngậm lát canh thôi, ở đâu anh mới chế à, câu này. Thôi mà, thương đi, lần cuối nó phải khó hơn, nó ra quyệt chứ. Ngon. Rồi, đọc đi. Nước chảy rùm rùm rồi. Nước chảy. Ok, làng nành, lợn nái nhâm nhai gọt lòng. Nhâm nhai là gì, đọc lại. Làng nành, lợn nái. Thiệt, anh đọc đi. Coi ngã bớt miếng rồi con. Ngã bớt miếng à. Ngâu vậy hả? Nhiều quá. Mời anh. Ok. Rồi. Đọc đi. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nức nở lấy nông nia về. Giỏi. Rồi, chúc mừng Duy, bạn được quyền sử dụng món nguyên liệu tiếp theo. Cái gì đến cũng phải đến thôi mọi người à. Cái này thì em không hề chủ động xung phong chơi chút xíu nào cả. Nhưng biên tập muốn cho MC phải trải nghiệm cảm giác của những khách mời ngôi sao. Được rồi, ngày hôm nay cũng là một MC kiêm nhạc sĩ, Hoài Rapper sẽ cảm nhận cảm giác của anh nhạc sĩ đồng nghiệp là anh Nguyễn Hồng Thuận khi mà nhậm chanh và nói một câu lẹo lưỡi. Mọi người có thể thử trò này tại nhà nha, nó cũng vui lắm đấy. Trời ơi, cố em thao chương trình nhau cũng trơn với ngậm chanh mà ghét ngậm chanh lắm. Trời ơi, chưa ăn cơm tối luôn á. Ràng nành lợn nhái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nhức nhở lấy nông như về. Ràng nành lợn nhái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, lão nông nhức nhở lấy nông như về. Ràng nành lợn nhái năm nay lọt lòng, lúa non nắng lửa nản lòng, nói gì được nữa, nước miếng không à. Thôi coi như là bữa nay em được nạp vitamin C để tăng đề kháng đi. Thôi bây giờ chúng ta thưởng thức món ăn thôi, chứ giờ ngậm chanh không, chua quá, chua quá.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với một phần được mong ngóng chờ đợi nhất chương trình, đó là phần thưởng thức các món ăn. Đây là món bún đỏ Đắk Lắk, đây là món phở khô Gia Lai. Anh muốn thưởng thức món nào trước? Ok, bây giờ mình thử từng món trước đi ha. Món khô trước rồi món nước sau ha. Ok. À, món này cũng có nước ăn kèm. Ok, rồi ít nhất nó cũng có màu đỏ rồi. Rồi, em mời anh thưởng thức cái món phở khô trước đi nha. Đây có một chén súp nè. Rồi, cứ để nó. Dạ. Tụi em nấu mà tụi em ăn thử chưa? Dạ rồi. Ý nó có chuối nữa nè em. Cái đó là chả cá hả chị? À, chả cá hả? Ủa, trong phở là có chả cá nữa hả? Phở bò có chả cá em hả? Đó là sự sáng tạo tưởng tượng của em phải không? Không biết là trong cái món gốc nó có chả cá không anh? Anh cười là không có rồi đó. Ok, để mình thử cái nước dùng nha. Em mới thử một chút phở khô thì không biết em đã trộn đều chưa mà em thấy hơi nhạt một chút xíu. Mình không biết là có phải là do gấp gáp thời gian hay không, anh cũng phải là chuyên gia đánh giá ẩm thực gì hết. Mà cơ bản là anh đã từng ăn phở khô rất là nhiều. Thì nói thật lòng, thật sự mọi thứ nó không có đúng, không đúng chỗ nào luôn. Anh nói rất là nhẹ nhàng thôi một câu, mọi thứ không đúng. Tại vì phở khô á, theo như anh ăn lúc từ nhỏ tới lớn á, cái phở khô cái quan trọng đầu tiên nguyên liệu. Nguyên liệu đây nó phải đúng cái đã. Nguyên liệu nó là phở. Mặc dù nhìn nó rất giống như cái cọng hủ tiếu nhưng mà nó là phở. Xong rồi cái thứ hai đó, cái tô khô đó nó có một cái nước sốt nữa. Đúng rồi, cái này hơi thiếu cái nước sốt. Và cái quan trọng là thịt bằm chứ không phải là thịt bò. Và có một cái loại tương chuyên dụng của nó là tương đậu nành. Hẳn mới đúng cái nghĩa là phở khô Gia Lai. Nhưng mà thực sự cái nước dùng em nấu thì là rất là ngon. Em đem đến rất là vừa miệng, vừa ăn, ngọt và nó thanh, nó không có bị quá mặn. Còn như mà cái hủ tiếu thì đúng là rõ ràng hơi nhạt một chút. Ừ, đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ anh dùng một chút nước nha. Ok, rồi cái món này mới dữ dội nè. Lần đầu tiên em nấu thì rồi, hôm nay ơn. Em nấu không biết sao, anh ăn thử coi được không? Chị ổn không? Chị ổn, cảm ơn em. Ăn em được. Nghe một chút xíu mùi riêu cua ở trong này. Dạ đúng em. Rồi. Ủa sao? Không ấy bây giờ mình không nói được không? Em muốn đi trốn. Không, anh biết, em biết nấu ăn mà, anh biết, dạ. Anh có biết. Nhưng mà em nấu cơm đi, đừng nấu này nữa nha. Dạ. Vì sao đừng nấu vậy anh? Theo anh biết nha, cũng là cá nhân anh thôi chứ anh không phải là người giỏi về sành ăn. Cái bún đỏ ở Đắk Lắk á, cái màu á, thứ nhất là từ hạt điều. Được cái nhỏ. Cái thứ hai nữa là em hình như em không nêm đúng không? Em có nêm. Nó nhạt lắm luôn á. Từ từ thì anh cũng xin lỗi hai bạn là tại vì anh chọn hai cái món này nó cũng là hai dạ, món vùng miền. Dạ, hai món khó, đúng rồi, nó hơi khó. Khó nha. Dạ. Bản thân mình chưa chắc mình nấu được, mặc dù là mình là ăn cái này từ nhỏ tới lớn nhưng mà chưa chắc mình nấu được. Và anh là một vị khách mời đặc biệt, tại vì khách mời đến đây toàn ôi món này ngon quá, món này cũng ngon, hai món ngon ngang nhau, không biết chọn món nào. Bây giờ món này cũng nhạt, món này cũng nhạt, hai món nhạt ngang nhau, anh chọn món nào? Nếu chọn một trong hai để cho một phần thắng á hả? Đúng rồi, để cho một người giành chiến thắng. Nhạt thì nhạt chứ công sức bỏ ra cũng rất là nhiều anh ơi, cho nên là phải chọn okay. Một trong hai người giành dạ. Chiến thắng. Anh sẽ nói ngắn gọn thôi ha. Dạ. Bên này anh xin lỗi nghe là không thể ăn được, bên này còn ăn được. Rồi, vậy là chúc mừng Ngọc Diệp với một món phở khô ăn được đã giành chiến thắng cho em ngày hôm nay, chúc mừng em. Trời ơi, anh Thanh Bình ơi là anh Thanh Bình, anh đặt ra cái món ăn chi cho nó khó quá đi. Thì làm sao mà các đầu bếp của chúng tôi là những bạn trẻ, khán giả hâm mộ rất là trẻ tuổi nấu chuẩn theo cái vị đặc sản của vùng miền đó. Mỗi tập phát sóng của Khẩu Vị Ngôi Sao đều để lại những kỷ niệm rất là vui trong lòng nghệ sĩ, khách mời và các đầu bếp là những khán giả hâm mộ. Và không biết là đến tận bây giờ họ còn động lại được những cảm xúc đặc biệt giống như là những ngày đầu của tập phát sóng hay không. Nào chúng ta liên hệ thử với một nghệ sĩ, là một người anh em thân thiết với Hoàng, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, xem sao nhé. Dạ, nghe anh Quỳnh. Trời hay quá vậy ta. Vừa gọi cái là bắt máy được liền luôn. Chứ em nghĩ giờ này anh còn đang ngủ ấy chứ. Vậy, có gì sớm là thể dục chứ. Ghê thiệt. Tập rồi có được lên 6 múi không mà. Xếp ăn thì gói không lên đổi. Tưởng vậy. Phải như ngày xưa anh em mình đi quay là được ăn thoải mái rồi. Ăn uống cũng hơi thiếu thiếu, để mình hạn chế là được. Lấy vợ đi, có vợ để vợ nấu ăn ngon cho mà sực. Trời ơi, càng ngày nó càng khó tính rồi, khó gì mà kén chọn quá trời, nào có vợ được trời. Sao rồi,
bánh ổn không? Em nhớ mấy món mà hồi xưa mà anh em quay á, anh đòi ăn phở bò rồi bún bò đó, anh nhớ không? Thèm quá trời. Anh giờ thí dụ giờ cho anh hai món, bún bò với phở bò, anh chọn ăn món nào trước nếu mà mình trở về với cuộc sống bình thường hàng ngày? Thôi phải cái gì ăn hết tất cả húp sạch. Thì anh đọc viên ráng ráng đọc tự nấu ăn, anh nấu xong anh tự ăn là phải mặn. Mà mình ăn là phải vui hiểu không? Thì bởi vì lấy vợ đi, lấy vợ đi đi. À, nãy giờ á, là em đang giao lưu với khán giả để nhớ lại những tập phát sóng ngày xưa cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao á. Cảm ơn anh Nguyễn Hồng Thuận với những sự chia sẻ rất là chân thật vừa rồi. Thiệt mà. Cảm ơn anh, nhớ anh Thuận quá trời luôn á. Làm chương trình này em cũng nhắc tới anh á, thậm chí là những khách mời giống như là Nguyễn Kiều Oanh chẳng hạn, xem lại phát sóng của bạn đó cũng nhắc tới anh nữa. Ừ, cái gì bậc cha chú cái gì đó, không không thể nào mà coi anh là người yêu được, đó là bậc đàn anh, đàn cha, đàn chú, đàn ông á. Dễ thương lắm luôn á. Nhưng mà đây chính là một trong những người anh rất là thân thương của em. Cảm ơn anh Tận, bye bye anh Tận, chúc sức khỏe bình an cho anh, sớm gặp lại. Dẫn đi ăn ngon, dẫn đi ăn bún bò luôn. Ok, cảm ơn anh, bún bò nha, bún bò mà. Bye bye anh. Bye. Dễ thương quá. Ô, em nhớ những chiến hữu, những đồng nghiệp của em quá đi. Không sao, lạc quan lên, tự tin lên, tích cực lên. Khi đến với Khẩu Vị Ngôi Sao, chúng tôi không chỉ truyền lại cho quý vị khán giả những nụ cười mà còn là những nguồn năng lượng vô giá bởi những sự chia sẻ, những câu chuyện đồng hành cùng với họ trong việc ăn uống, trong việc nấu nướng, trong gu ẩm thực, và đặc biệt hơn hết là những lời động viên an ủi lẫn nhau. Hy vọng là qua những khó khăn, chúng ta sẽ được tiếp tục quay trở về với cuộc sống bình thường và đầy bình an. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và may mắn. Và hy vọng tất cả mọi người luôn đồng hành với Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và đặc biệt xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.